Đấy, còn các bạn đây là cái lò nhé các bạn, lò để nung kim loại cho những cái phôi gang phôi sắt vào. Nhiệt độ nóng chảy của gang này là 1200 độ nóng chảy các bạn nhé. Thì hôm nay mình đang có mặt ở một cái xưởng đúc gang, thì hôm nay sẽ dẫn các bạn đi xem công việc của những người thợ đúc gang để biết được cái những biết được nỗi khổ của những người thợ đúc gang. Mệt nhá. Đây, lò đúc gang này. Cái này nhiệt độ nhỉ.